trong hoạt động tác chiến của quân chủng phòng không không quân, lực lượng tên lửa, pháo phòng không tạo thành mạng lưới phòng không tiêu diệt các loại mục tiêu ở nhiều tầng, nhiều hướng, nhiều tầm từ trên không, cũng như hỗ trợ hiệu quả cho hải quân và các lực lượng khác. Tên lửa Spider, hệ thống phòng không phản ứng nhanh thế hệ mới, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, ngày hay đêm, và có thể phóng hai loại tên lửa khác nhau trên cùng một ống phóng. Mỗi hệ thống phóng di động mang theo tối đa 4 tên lửa đất đối không, có tầm bắn hiệu quả từ 15 đến 35 km, đánh chặn mục tiêu từ 9 đến 16 km. Tên lửa S-75M3 là biến thể của S-75 hay còn gọi là Volga, đã được quân đội nâng cấp, tăng hạn sử dụng. Vì vậy, khả năng kháng nhiễu cao, bám bắt mục tiêu xa, thời gian chuẩn bị phóng giảm và có thể dẫn đường cho hai đầu đạn đánh chặn cùng một lúc. Do vậy, duy trì khả năng chiến đấu của tên lửa trong tác chiến phòng không hiệu quả cao. Bên cạnh hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống pháo phòng không 37 ly, 57 ly, giờ Su-23 và tên lửa vác vai A-72, A-87, A-89 là vũ khí phòng không tầm thấp. Cùng hệ thống tên lửa phòng không tầm cao tạo thành mạng lưới phòng không đủ sức đánh bại địch tập kích đường không.